Ok mọi người, và bây giờ sẽ là bắt đầu một cái vlog của một ngày mới hoàn toàn khác. Ở ngày hôm nay thì mình anh Ben có nhờ mình qua nhà để quay một số cảnh video, và một vài ngày nữa thì anh Ben và mình sẽ đi Mỹ. Chắc là sẽ rất là lâu mình mới gặp lại được anh Ben. Và mọi người hãy theo chân mình để xem mình làm gì tại nhà của anh Ben nhé. Ok. Gate 84 152E Chuyện Vương. Đây là trụ sở chính của Gate. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào trong để lên tầng của anh Ben. Ok. Bạn ơi, mình lên gặp anh Ben mà. Mình có hẹn trước anh Ben rồi đấy. Ok, mình cảm ơn nhé. Hey yo, hello anh. Hôm nay nhờ Đạt đến để quay một ít B-roll cho mình cái đồ không liên quan. không liên quan. Đây chỉ đang khoe em tí là sắp tới sẽ làm mấy cái trên Jewelry. này. Đây, mọi người có thể xem. Đây chỉ là ánh sáng kiểu ánh sáng bình thường rồi nhá, ánh sáng kiểu đèn bình thường rồi đấy. Và màu như này. Đẹp nhỉ? Đây là demo một tí với cả có một cái nhẫn này. Đây là một cái nhẫn mà kiểu đúng là therapy luôn này. Xoay vãi xoay. Mình thấy cái nhẫn này nó khá là giống với cả mấy cái spinner ngày xưa đang hot. Cái này vẫn có một cái vấn đề, đấy là khi mà bụi nó chui vào ấy thì Quay sẽ bị chậm. quay sẽ bị zip. Zip. Thế nên là vẫn đang tìm cách để khắc phục cái đấy. Thế nên là bây giờ vẫn chưa ra được. Chưa ra sản phẩm này. Phải tầm gần Tết. Gần Tết mới phát triển Mấy xong. Tết mới release mấy đồ này à? Hôm nay Mình thấy đây là những cái đồ mà chất lượng vô cùng. nói chung là nó sẽ là nhất so với cả tiền, tầm tiền có thể mua được, đảm bảo luôn là nhất. Mỗi cái dây này chắc là sẽ dao động vào khoảng tầm 800 đến 1 triệu. Ui, nhưng mà chất liệu là bằng Đồng bên trong mạ khoảng tùy tùy từng đồ mạ 5 lần vàng và vàng trắng, và sau đấy thì gắn đá lên như một cái jewelry bình thường luôn, như một cái trang sức mà hip hop xịn bình thường, nhưng mà chỉ làm bằng chất liệu chất liệu khác thôi. rẻ tiền hơn. Nhưng mà chất liệu này chắc là em nghĩ nó cũng sẽ không gì đâu. Không 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 gì. Mấy cái này kể cả đeo đeo đi, nói chung là đừng đừng để bị vào thuốc tẩy thôi. Còn đâu tất cả những cái nước sôi hay là cái gì thì thoải mái. Nước sôi xà phòng thoải mái. Chỉ đừng vào thuốc tẩy thôi được. Chắc chắn là mình sẽ có Đấy. một chiếc Mà nhìn nhìn Gucci kể kể cả đằng mặt trong sau nữa. bóng nhá. Mặt sau làm cũng cẩn thận luôn chứ không phải là làm kiểu vớ vẩn. Đây mình cái nhẫn này. Anh bán hết cả mấy cái đồ kiểu như là tennis nhẫn luôn. Mấy cái này Oh. mấy cái này làm khung một lần thì nhiều tiền, nhưng mà Lại nói làm được rất chung nhiều sản phẩm một lần. Xịn quá các bạn ơi. Mình thích nhẫn này quá. cái này bị mỗi một cái vấn đề, đấy là đợt đi Phú Quốc bị cáp Cáp vào, vào ấy là thế tí. là đưa không biết cách nào để làm cả. Thế nên là đấy. Đấy, bây giờ thì nó rất là mượt, nhưng mà đấy, có một lúc thì mình lại cảm nhận được cái cáp đấy. Bây giờ anh Ben sẽ làm room tour cho mình, ok? Cứ kể về mấy cái đồ trong phòng thì mới bảo là tại sao không làm cái room tour nho nhỏ luôn. Thì đây là một cái tủ giày mọi người ạ. Đây là một cái tủ giày mà nếu mà mọi người để ý vào những cái chi tiết này ấy, thì mọi người sẽ thấy đây. Đặt quay về những cái chi tiết này đấy, thì sẽ thấy là đây là những cái kiểu bánh xe đó, để mà khi mình đẩy vào thì kiểu nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Cái này ở Việt Nam Đây là một cái tủ chắc phải khoảng tầm 20 năm, 20 năm rồi, của Đại sứ quán Mỹ. Có nghĩa là Đại sứ quán Mỹ thì cứ khoảng 4-5 năm thì họ sẽ thay đổi nội thất một lần. Nhưng mà mỗi một lần họ thanh lý ấy, thì đây là những cái đồ mà kiểu họ xả hết ra cho những cái kho mà mua đồ cũ lại, mua đồ nội thất cũ lại ấy. Thì mình lọ mọ đến những cái chỗ đấy mình mua những cái này thì mình mua được với giá rất là rẻ. Cái này bình thường ấy giá chắc phải khoảng tầm 4.000 đô, là khoảng tầm 100 triệu. Mình mua thanh lý lại chỉ khoảng 4 triệu thôi, cộng thêm tiền vận chuyển nữa là khoảng vài trăm nghìn tiền xe ba gác là có một cái tủ kiểu khệnh vãi cái tủ này, đúng không? Một cái tủ lâu năm luôn đấy. Nhưng mà tuổi nhìn đẹp thật. Để mà đây, để làm một tí đèn đủ các thứ lên cho mọi người xem full setup của cái background này, tại vì đây là một cái background Vẫn thường dùng để hay vẫn thường vlog. dùng. Đây là một đèn quạt dứa. Đây có cả đèn và đèn
ở đằng sau này lên biểu diễn một tí. Cái này đôi khi hơi lag nên là thôi, khả năng nhiều sẽ bỏ qua. Mà xịn ha, tôi nhìn chất ha. Mấy đôi này anh tay anh đi co đúng không? Toàn là mấy đồ chơi kiểu để lên thôi mà. Mấy cái đèn không, không có chỗ để. À mấy cái đằng sau này á, toàn tự anh ấy. Nói chung đồ trong studio của mình thì mình cứ tự lọ mọ rồi. Anh thích nhất là lọ mọ rồi đấy. Hôm nay có đạt đến thì mới gọi là đây, thực ra là làm cái studio tour lần đầu luôn đấy. Vlog của anh cũng không có cái studio tour chưa nào. Chưa có. Đây là hai chiếc ghế mà anh Ben vừa kể mình là đã mua thanh lý. Cái giá gốc của nó phải rơi vào khoảng đây, tầm đây. Cái ghế bên kia để hơi nhiều đồ. Đây là đồ mà anh em hôm nay kiểu quay đạp sang đây giúp Ben quay những cái cảnh B-roll cho mình cái đồ này. Đấy. Thì hai cái bộ ghế này nhá, cái bộ ghế này và cái bàn này, mỗi một cái ghế này giá trị của nó phải khoảng tầm 3.000-3.500. Nhưng mà khi mà mình mua lại thanh lý ấy thì đây mọi người thậm chí nhìn vào những cái kiểu detail như này thì mọi người có thể nhìn thấy là kiểu nó rất là xịn luôn. Đấy, kiểu vẫn còn nguyên đúng không? Những cái xịn xịn thì nó mới có những cái như này. Đồ của đại sứ quán Mỹ mà, kiểu như là người ta mua cho những chuyên viên của người ta khi về Việt Nam người ta dùng ấy, thế nên là nói chung là nó cũng ở mức độ tiêu chuẩn cao cấp chứ không phải là đồ vớ vẩn. Đây, cái đen này là một cái mà mình mua đúng cái thân này về thôi, còn cái này là mình phải giao chỗ hàng trống để làm đấy, cả ngày đôi khi cứ lọ mà lọ mọ như thế. Đây, cái đen này thì đổi màu RGB. Thật ra là cái đen bộ đằng sau cũng làm được nhưng mà tại vì bạn ấy hơi bị lỗ ấy. Xịn ha. anh Ben nhiều đồ nghịch á. Chưa, mình thích nhất là lọ mọ các bạn ạ. Mình show cho mọi người một cái máy ảnh mới của anh Ben. Đây là một chiếc máy ảnh. Nó gọi là đỉnh của chóp A7S. Nhưng mà là phiên bản 3. A7S này nó rất ra rất là nhiều loại phiên bản. Thường thì ở Việt Nam họ hay dùng là A7 Mark 3, A7 3. Nhưng mà đây là một con máy hoàn toàn mới của Sony. Chuyên quay video. Nó có thể quay được 4K 120 frame. Nói chung là cái này bạn nào phải am hiểu ấy. Thực sự là phải rất là mê nó thì mới mua được cái máy này. Còn không thì không dùng bởi vì nó cũng không dùng hết tính năng. Mặc dù anh Ben anh mua về nhá. Cũng anh không bảo, dùng hết. Anh bảo với cả mình là anh dùng quay vlog. Thật sự là nhiều khả năng là mình sẽ không dùng hết. Nhưng mà mình vẫn cứ mua thôi. Mình vẫn cứ mua thôi bởi vì mình đam mê. Nói chung là nó là đam mê. Chứ còn thật ra tất cả những cái đồ chơi mình mua đâu có phải là để làm ra được cái gì. Nó kinh khủng lắm. Chỉ là để chơi thôi. Theo như mình biết thì khoảng 3 đến 4 ngày nữa thì anh Ben sẽ đi Mỹ và chắc là sẽ mất một khoảng thời gian anh về Ben đây quay. Trông thế mà được 1 năm rồi đấy mọi người ạ. 1 năm tròn về đây rồi đấy. Nên thôi chắc là sẽ đi tạt té Mỹ tí, chắc khoảng vài tháng qua Tết về chơi mọi người sau. Cứ bay nhảy liên tục. Nhưng mà anh thường có quay vlog cho mọi người không? Chắc là có, chắc chắn là có rồi. Và nhớ là đừng quên đeo khẩu trang. Cập nhật tình hình dịch ở bên đó. Cảm ơn. Đây là một cái máy ban nãy khoe các mọi người rồi. Sang thì sẽ quay một cái máy này. Nhưng mà cảm ơn Đạt ngày hôm nay đã qua đây để giúp anh quay một ít cảnh B-roll trong cái vlog mới của anh Ben. Không phải là một cái vlog mới, nó chỉ là một cái video thôi. Nhưng mà nói chung là mình muốn level up nó lên và phải nhờ đến chuyên gia. Yeah, ok. Đấy, tối nay thì khả năng là Ben với Đạt sẽ lại đi đâu đấy cuối năm. Nếu mà không quá bận, bây giờ thì phải tập trung edit cái này là đây. Mọi người có thể xem cái màn hình này hiện giờ đang làm những cái file proxy để mà cho file nó nhỏ ra edit cho nhanh. Đấy, thì ok.
có thể tối với mình với cả anh Ben sẽ gặp nhau rồi, nhưng mà có một cái cuộc đi chơi nào đó thích thú và chắc chắn là mình sẽ vlog lại cho mọi người xem. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đi có việc của mình. Ok. Hello mọi người. Sau khi nói chuyện với cả anh Ben ở tại studio của anh Ben xong thì mình đã phải về nhà để lấy cái lô hàng mới của Manot Lo, lấy những cái mẫu quần cargo pants mà mình đã release trong cái thời gian gần đây, bởi vì là nó đã sold out. Sau đó thì mình đã làm thêm một đợt nữa với cái số là 100 chiếc. Thì bây giờ mình sẽ phải làm thêm một số bước nữa để một trong những cái bước finish cuối cùng của chiếc quần để gửi đến tay của các bạn. Và có lẽ là mình sẽ review qua cho mọi người về chiếc quần cargo pants này. Đây là một chiếc quần mà nó có thể, mình thấy là nó có thể fit chuẩn nhất với cả những đôi Jordan. Các bạn lưu ý nhá, thường ở những mẫu quần cargo pants ấy thì nó sẽ rộng hơn những quần bình thường, cho nên là các bạn cứ yên tâm đấy. Nhưng mà quần của các bạn rộng quá thì cũng không sao cả, nó sẽ tạo những cái sự thùng thình đúng nghĩa của một chiếc quần cargo pants luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái túi ở hai đằng trước này, một cái door string nó khá là dài, nó dài đến tận đủ đầu gối của các bạn. Ở cái lần release đầu tiên thì mình làm cái door string nó hơi bị lỗi một chút, cho nên là lần thứ hai này mình đã khắc phục lại nó rồi, là nó rất là dài đúng như cái quần mà mình hay mặc luôn. Ở một cái quần door string màu trắng, một trong những cái, đây là túi cargo pants, đây là một trong những chi tiết mà mình thấy khá là đáng giá ở trên những chiếc quần cargo pants này. Ở hai bên này sẽ là hai cái túi hộp này, để khi mà các bạn mặc ra thì nó sẽ thùng thình và nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với những chiếc quần cargo pants mà rất ít túi. Ở bên trái chúng ta sẽ được may một cái tag của Manot Lo. Ở đây, một cái tag Manot Lo bình thường thôi. Và ở mặt sau cũng sẽ có hai cái túi hộp nữa. Để mình kể cho các bạn nghe, bởi vì là mình đã phải sử dụng đến 3 bản test của chiếc quần cargo pants này rồi. Đây là bản đầu tiên này. Đây là một chiếc quần cargo pants bản đầu tiên. Cái bản này ý, thì nó là bằng một cái chất liệu mà mình không thích. Nó cũng là kaki thôi, nhưng mà kaki của nó sẽ làm cho các bạn bị bạc khi mà các bạn giặt bằng máy giặt. Cho nên là mình đã không sử dụng cái chất liệu này. Mà đến cái quần thứ hai nhá, mình cũng sẽ sử dụng một cái chất liệu kaki khác, nhưng mà mình lại không hề ưng, mình không hề ưng với cái chất liệu kaki này. Cho nên là ở cái quần cuối cùng này, cái quần test, cái quần final cuối cùng này là một chất liệu quần kaki nhập khẩu. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là vứt vào máy giặt, giặt thoải mái, chỉ với một điều kiện là không bị dính với thuốc tẩy thôi. Còn về cái độ bạc màu thì bên mình ra khá là tin tưởng. Các bạn phải giặt đến khoảng tầm 20 đến 30 lần ấy thì chiếc quần này các bạn may ra mới bị bạc một chút thôi nhá, chỉ là một chút thôi. Và ở phần ống quần chúng ta sẽ có bao gồm là 3 phần cúc ở đây. Và đối với những chiếc quần cargo pants khác thì họ làm khá là nhiều cúc quần, nhưng mà ở riêng quần của Manot này thôi thì mình chỉ làm 3 cúc như vậy thôi. Các bạn có thể bỏ một cúc ra nếu như muốn nó đẹp hơn, nó trùm qua giày thì bỏ một cúc, còn muốn nó quét lê quét đất luôn á thì có thể bỏ hết ra đều được. Phần cúc này thì nó khá là chắc chắn, ở đây sẽ là một cái cúc mạ chrome bạc ở đây. Và bên trong các bạn chỉ cần bấm vào thôi là ok. Sẽ có một cái quần cargo pants như bình thường. Đây là một cái những detail mà thực sự rất là mới ở trên chiếc quần cargo pants, ở ngày xưa thì không có đâu, chỉ có mỗi cái ống rộng thôi. Về link chi tiết của sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về cargo pants by Manot cũng như là một số những cái sản phẩm khác. Bây giờ thì mình sẽ phải đóng gói một số những cái đơn hàng, sau đó sẽ gửi đến những bạn đã order ở Manot rồi, và mình sẽ đi chơi countdown và hẹn gặp lại tất cả các bạn một lát nữa. Ok. Làm gì có cái mặc luôn á? Mặc luôn đây cho máu. Feedback luôn à? Feedback luôn cho anh em trên vlog. Cái mai ở hai túi rồi. Ai ra có máy mới nhá. Ok chưa? Anh mặc vừa không? Tay để tay để mấy hôm nữa? Này, chụp đi. À không, em không chụp, em bảo anh mặc mà. Em mặc vào. Em có mặc bằng này lên Linh ạ. Chụp lại để có cần gì. Đấy. Em chỉ có lên đấy. Cái cốt này có quét được không? Quét được. Được. Mặc đi. Bà cháy quá. Tai buồn rồi, tai buồn rồi. Tai buồn rồi. Có chất lệ tí. Tí về lấy luôn, anh em mặc luôn. Nhưng mà tạm được nó, chắc nó bé như này này. Thực ra nó không cách nhau nhiều đâu. Thôi hằng ngày anh em mình lên cho lạc ngoài đúng rồi. Chứ anh em chụp ảnh lên thì không có nó cũng được mà. Ok quá nhờ. Đây vừa hơn cái kia. Vừa không? Cái nào? Kia. Ok không? Gia đình mà nó rồi. Buồn không? Buồn không? Không buồn. Em mua. Đi.
À, anh phải kéo hết thắt đít cho mà. Ok chưa? Hello mọi người, và mình vừa mới đi chơi Countdown về. Và như mọi người có xem ở cái video đoạn vừa rồi ấy, là bọn mình đã ăn uống và mọi người cùng nhau unboxing những chiếc áo của Monoclaw. Và mình chúc cho mọi người cái năm mới video 2021. Và mình chúc mọi người ở năm 2021 này sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn, nhiều sức khỏe, và sẽ không nói không với cả Covid-19. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video của vlog sau. Peace.